Chơi đồng hồ cũ chính hãng. Xin kính chào anh em và các bạn. Chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc đồng hồ Le Mans France 10 BA. Đây là thương hiệu đồng hồ của Cộng hòa Pháp. Đồng hồ có 6 kim. Trong đó 3 kim ở mặt số chính là chỉ thời gian. Kim dây màu đỏ Kim dầu phút có dạ quang Góc 3 giờ Kim chạy đường chân nhỏ Là chỉ nghỉ lịch ngay Góc 6 giờ Đường chân nhỏ Là kim chạy 24 giờ Góc 9 giờ Là đồng hồ chỉ lịch thứ đồng hồ có màu xanh lam, toàn thân là mạ nickel dày sáng bóng, nắp đáy của đồng hồ là nắp lên xoáy chữ gì đây ạ? đây là chữ Club de Loe Automobile Đấy, Đây là tiếng Pháp Đồng hồ khả năng chịu nước là 100m Hoặc hay còn nói khác là 10 ATM Hoặc 10 BA à, Quay lại một số Mặt số chúng ta ngoài 6 kim ra là đặc trưng Thì các vạch chỉ giờ Các họa tiết đều được mạ vàng 18 carat uhm, các chấm chỉ giờ là có dạo quang Như vậy đồng hồ có chấm chỉ giờ tại các điểm dạo quang và uh, trên mặt kim Kích thước của đồng hồ uh, nếu tính cả núm là 37,5mm tính cả tai tức là từ điểm này đến điểm này là 43mm uh, Đồng hồ thân thì là như ta vừa nói là mạ trơn dạng chrome nickel song bóng Mặt kính thì có phủ khoáng chống xước Còn dây của đồng hồ là dây dạng đề mi hai màu Màu xám ghi và màu mạ vàng 18 carat. Khóa của đồng hồ là khóa hai lớp Gập bấm là một lớp và đây là lớp khóa ngoài đây là biểu tượng của lê măng đây Đấy. chiếc đồng hồ này là dành cho nam và cổ tay theo mình nghĩ thì hợp lý là từ 17 cm chu vi cổ tay trở lên đây mình tay là 17.3 cm chu vi cổ tay đeo vẫn lỏng chứng tỏ là người mà sử dụng đầu tiên chiếc đồng hồ này tay người ta phải 18 hơn 18 một chút trên đồng hồ chúng ta đây hiện nay là dây còn đủ dài cho khoảng 18,5 cm chu vi của tay tổng quan đồng hồ còn đẹp mới khoảng 95 phần trăm lịch sự và có cái gì đấy thanh mạch mình đeo mình đeo tận trên này nó mới vừa các bạn ạ tay nó không được to lắm nên là khổ oh, vậy đấy cảm ơn anh em đã xem video nhé